Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7.5 nhé anh em. Rồi, trận này thì không biết là mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Mà nghe bảo với anh em là tại mùa 7.5 này thì có rất là nhiều những cái con rồng mới, những cái vị tướng bá đạo. Ở trong đấy là một trong những cái con kiểu sát thủ ghê gớm nhất, đó là con Rengar, mà nhiều anh em cũng comment là mình làm luôn. Ui, huấn luyện chiến đấu luôn này. Tướng của bạn nhận vĩnh viễn một sát thương vật lý sau khi hạ sát kẻ địch. Eo ơi, bắt đầu thì có thêm 8 sức mạnh nữa. Ui, mình sẽ lắp luôn cái cuồng đao nhé. Ui, trận này tôi nói với anh em là khởi đầu rất là xanh rau luôn. Quá được. Mà kiểu thay con Rengar, mà con Rengar của chúng ta mà còn sớm như này ấy, mà nó đi gặt người ấy nhở, đam lên thì phải gọi là ối rồi ôi luôn. Rồi, con Rengar này thì nó sẽ có được hai hệ, đó chính là hệ Bạo Long và hệ Sát Thủ. Đây, mà kỹ năng của con Rengar nha anh em nhá, anh em chú ý cho mình cái kỹ năng của nó. Sau khi mà nó sử dụng kỹ năng, nó sẽ bay đến cái mục tiêu nào mà ít giáp nhất. Sau đó thì nó sẽ tăng được tầm khoảng 275% tốc độ đánh nữa. Anh em xem này, bay đến con nào thấp giáp nhất này. Mày. Ui trời ơi, 30 stack. Cái gì đây? Cao giống kiểu như cái máy cao anh em ạ. Đấy, ghê vãi nồi. Rengar 2. Không có Rengar 2 rồi. Có Rengar 2 phát thì thôi, xin cái game này luôn. Tôi nói thật với anh em, cái con cái bài Rengar ở bên server thử nghiệm này thôi ấy, là anh em spam. Tôi nói là trận nào cũng có người chơi. Đây, kỹ năng của nó đây, 250% sức mạnh công kích cộng thêm, và tăng 300% tốc đánh nhé anh em nhé, trong 1,5 giây, chứ không phải là 275. Đấy, vừa tăng sức mạnh công kích lại tăng thêm tốc độ đánh. Thì ai mà chơi với con Rengar này, mình nghĩ chắc chắn nó sẽ phải bị nớp sức mạnh cho mà xem. Đây, bạn này có cái hệ Bạo Long này. Anh em có thể thấy là bạn này chỉ có hai người thôi, tại vì đã hiến tế một cái con mà cầm cái trang bị cuồng đao ở trong cái khu vực hiến tế rồi. Chút nữa mình sẽ chơi hiến tế cho anh em, hệ Bạo Long hiến tế. Kiểu như chúng ta sẽ xóa bỏ cái tường đấy đi, sau đó thì phát cho những cái con Bạo Long còn lại. Phát đồ quá. Ui xời ơi, Rengar 2. Ôi xời ơi. Đây, cho team sát thủ vào đây đi. Được rồi đấy. Mình sẽ cho con Jack vào đây thì có thêm hai đầu sĩ được cũng ngon. Này ra đi. Vậy là khá ổn với đội hình hai đầu sĩ và hai sát thủ, ba con hai sao. Trong cái đấy là một vị tướng bậc 3 tiền 2 sao mà đam chủ chốt của mình nữa. Cho Rengar từ đầu game đến cuối game kết hợp với huấn luyện chiến đấu xem sẽ như thế nào nhá. Oh, bạn này có nhà thầy Việt cho nên là eco vàng chứ không phải là gì đâu. Ghê đấy. Eco vàng là một trong những cái chiến thuật. Mình nghĩ là nếu như mà chúng ta có được những cái lõi như là nhàn tề phiệt này thì cũng ổn. Hình như là có một bạn chơi Rengar cạnh tranh với mình là bạn Pink Hamster. Nhận 10 tiền. Bạn này đã có được 30 tiền rồi, trong khi đấy mình mới chỉ cần có 6 tiền thôi. Ui dồi ôi, Rengar cầm tia vàng ạ. Mình nghĩ là mình không lấy được rồi. Chắc là khi mà đam nhiều quá rồi chúng ta sẽ cần có một cái trang bị kiểu hồi phục máu đi nhở. Máu cho chút nữa mình sẽ lắp cho nó cái huyết kiếm. Huyết kiếm thì bây giờ nó sẽ kiểu như là hút máu toàn phần rồi, cho nên là anh em mình chơi hiến tế cái huyết kiếm cho những cái con Bạo Long khác nhá. Còn Bạo Long thì nó sẽ gồm có những cái vị tướng như là Rengar, Rael, Aphelios và một con Bạo Long bậc rồng, đó chính là con là gì nhỉ? Swim, đúng rồi, Swim. Đây, cái khu vực hiến tế của chúng ta ở đây. Anh em nào mà
xếp con nào ở trong cái khu vực kinh tế này thì nó sẽ búp sức mạnh cho những cái con mà bạo lòng còn lại. Đây, trận này mình sẽ búp cho này vào đây. Đây, mình sẽ lắp cho nó cái BF nhá. Thì hai con bạo lòng của chúng ta sẽ có được cái BF. Boom, đấy, được chưa? Quá đã luôn, chút nữa mình hack cái huyết kiếm. Đây, ấn vào trang bị không thể xếp hóa khi sao chép biến thành bạo lòng. Round này chắc là mình thắng rồi. Ok, mà không biết là cái trang bị của Kim Long đầu tiên là cái gì. Tôi cần mấy cái trang bị nó ngon ngon một tí. Còn kẹp thêm Kim Long kết hợp với Bạo Long nhá. Khá là nhiều rắc anh em ạ. Manfi Rail này. Rắc ở đây thì cứ bắt để đây xem sao. Cho con này lên tanh đi anh em. Con Rail ở bữa trước là còn một mùa mà nó xuất hiện với một cái bậc là bậc 4 tiền. Rất là trâu và khả năng khống chế nữa. Cái gì đây? Pình cái gì đây? Rồi, sang bạn này chắc là tình chơi Thủy Long. Thủy Long thì mình cũng đã làm cho anh em xem một cái video rồi. Sau khi mà những cái vị tướng Thủy Long được sử dụng kỹ năng thì nó sẽ có được những cái cột mốc nhận quà nhất định. Mà quà cũng khá là hên xui. Anh em cũng có thể nhận được những cái trang bị, cái phần quà như là xương cá hoặc là giày dép các kiểu. Hài vậy. Mà chơi cái hệ đấy thì cũng tôi nói với anh em cũng khá là vui. Hack trang bị, hack cấp. À không, hack trang bị, hack đồ. Hack vàng. Mà nhiều khi là anh em có thìa của các sao chép tướng hay là gì đấy nữa. Rồi, bạn nào mà đang xem thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhá. Với cả là anh em nào mà có yêu thích hệ gì tại mùa 7.5 lần này thì hãy comment để mình có thể chơi cho anh em xem. Có những ý tưởng gì hay thì hãy comment ngay nhá. Với cả là anh em nào mà chưa tham gia group của mình á, thì mình có để link nhóm ở bên dưới. Anh em có thể chia sẻ về những khoảnh khắc về đấu trường lên nhóm cùng anh em cùng nhau thảo luận nhá. Anh em cứ comment đi, mình sẽ trả lời tất cả comment của anh em. Có câu hỏi giải đáp thắc mắc gì thì cứ bình luận nhá. Kết thúc vòng 2 thì chúng ta có 5 trận thắng liên tục và vẫn giữ được top 1 100 máu. Nhưng mà cũng đồng vị trí top 1 với mình đó chính là Sap Adam 123, cũng 100 máu. Rail 2 sao. Chúng ta có Kai'Sa, Quizana, Gna, Nasus. Mình đang tìm một con kiểu như là con Volibear anh em ạ. Để mình cho Nasus vào. Bán cái này đi. Mình nghĩ là round này cũng sẽ thắng thôi, bởi vì con Rengar này nó mạnh quá. Sát thủ này, bắt Quizana cho bà. Kiểu như nó sẽ tìm những cái mục tiêu mà nó thấp giáp nhất. Sau đó thì nó cào tăng, kiểu chắc chắn là sẽ kết liễu được mà. Nó tăng nhiều tốc đánh với đam quá. Rồi. Nuôi măm măm mà. Bùi Huyền ngu si, Bùi Huyền ngu si này. Cào luôn, cào luôn. Úi giời ơi. Mạnh dã man. Sugi. Ok. Không biết là lõi gì tiếp theo. Phum. Úi giời ơi, chiến lợi phẩm luôn. Thế thì cháu lại xin luôn rồi. Cháu lại xin luôn à. Nasus thì đang kích hoạt đầu sĩ. Rail thì đang bạo long. Còn Jack thì cũng kích hoạt đầu sĩ. Oh, bạn này cũng khá là xanh này. Pink Hamster cũng chơi cuồng long luôn. Có độc hành và đà chấn siêu công nghệ. Ghê gớm phết. Nhưng mình thì vẫn đang khá là tự tin với con Rengar 2 sao. Kiểu như vòng 1 mà mình ra tận 2 con Rengar rồi. Thế thì ai mà đỡ nổi anh em nhở? Ai mà đỡ nổi bây giờ đây? Đây là bị game chơi chứ không phải là mình chơi game nữa rồi. Bạn này thì có sức sống mới và nguyên tố luân. Nguyên tố luân là một trong những cái lõi công nghệ mà khá là phù hợp với Thủy Long. Cao đi, cao đi, cao đi, cao đi, cao đi, cao đi, cao đi. Mày, mày, mày. Mạnh quá, cao mấy phát chết luôn rồi. Ám ảo vãi.
với cả huấn luyện chiến đấu thì nó sẽ tăng đam kiểu theo cái thời gian luôn. Sau khi mà hạ ngục được một vị tướng thì Rengar cũng sẽ tăng được vĩnh viễn một sát thương vật lý đến cuối trận đấu. Quizana 2 chắc là cũng được. 7 trận win liên tục rồi. Thuật sĩ luyện rồng, đấu sĩ luôn, rác 2 sao, nuôi măm măm. Con măm măm này thì khi mà anh em cho nó vào thì nó cũng sẽ tốn 2 slot của anh em, với cả là nó sẽ triệu hồi thêm một con này nữa, Lulu. Đấy. Hình như là một trang bị đầu tiên của Kim Long lại là Rìu của Raven rồi. Ngon lành đấy. Ai cha, Aphelios 2. Bạn này cũng chơi Rengar rồi thì phải. Ui cái gì đây? Kari, mày quá vẫn ăn được. Mình sẽ hiến tế cái huyết kiếm đi anh em, cho những cái vị tướng bạo long của chúng ta sẽ được hồi phục máu. 8 trận win liên tục rồi. Mà nãy giờ chả hiểu tại sao mà mình lại không gặp cái người chơi top 1 luôn. Khó hiểu. Tôi cũng muốn gọi là tỉ thí võ công một tí, chứ gọi là một nước thì sao mà hai vua được đây. Một nước thì sao mà có hai vua được. Chắc là mình sẽ lấy con Quizana nhá. Có cái huyết kiếm này. Rồi, xem là có gì không. Diana, hay là mình cho thử 4 sát thủ và xem nó sẽ như thế nào nhé anh em nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ phải bỏ đi con Manfi à. Sau đó thì cho con Lila với cả con Diana vào. 3 sát thủ. Măm măm này. Mình thiếu con Volibear, mình tìm mãi Volibear chả thấy đâu ở Volibear ơi. Đây, chơi thử 4 sát thủ xem sẽ ra sao nhé anh em. Bán con này đi. Rồi, gặp ngay người chơi tập 1. Có con tương tự. Con rồng này Red Game dịch tương tự. Nó là con thủ cưỡi của con Khaled. Ui, trâu quá. Ra đồ random rồi mà trâu thế này. Ai mà chơi. Đã còn ngăn khả năng phục máu của mình nữa, khả năng mình sẽ bị thua rồi. Choáng rất khó chịu. Toang rồi. Chúng ta đã bị thua một trận đầu tiên. Gravette. Zack. Tôi đang cần một con Volibear, thực sự cần luôn anh em. Với 30% mình nghĩ level 6 thì nó tỷ lệ cũng rất là cao rồi. Vậy là mình đã bị thua người chơi top 1 và mất chuỗi tháng. Khá là tiếc. Gặp thì gặp rồi nhưng mà lại thua. Bực thế nhờ. Cái khu vực hiến tế này thì nó chỉ cho những cái vị tướng bạo long thôi nhé anh em nhé. À đây, đó chính là Yao FT. Bà này thì chơi thủy long, có năng lượng xanh, khá là xịn sò. Tăng được khá là nhiều cái sát thương rồi. Ui xời ơi, cá đấy. Mà con Rengar này nó khôn ở cái chỗ mà nó sẽ tìm những mục tiêu mà giáp thấp nhất trước nó cào. Thế thì tôi thấy là nó gánh team ác. Chắc là cũng sẽ bị nớp sớm thôi anh em ạ. Sớm muộn gì mà cũng bị nớp thôi. Vì ở chồng tôi Rengar ơi. Chứ để này mà nó lộng hành quá là anh em mà chúng ra nó cũng không chơi được. Rồi Nunurakan, Vladimir, Twitch và Lilia. Cũng không có vị tướng gì đáng để bắt cả. Để coi nào. Trận này chúng ta sẽ úp cấp 7 và roll tìm Rengar 3. Còn không thì nếu như mà anh em mình mà giàu quá, nhiều tiền quá thì cứ chơi cấp 8 thôi. Tự dưng thì thua mất một trận thì tôi cảm thấy là hơi bị buồn một tí. Nhưng mà không sao. Ui trời ơi, COU chứ không phải là rồng Supreme. Rồng Supreme là con rồng cũng gọi là 7 tiền. Những cái vị tướng bậc rồng 8 tiền trước đây nó sẽ thành 7 tiền nhá. Mình sẽ bán con Lila này đi thôi. Đài Rìu của Raven. Tôi biết mà.
biết là hiến tế những trang bị đấy chắc là không được. Hiến tế khuyết kiếm đi anh em ạ. Rồi Rengar tăng 300% tốc đánh kết hợp với cuồng đao, sau đó thì lại tích cả stack của Ryu của Raven. Để xem là một round nó sẽ tích được bao nhiêu cái stack. Tại vì 100 stack thì chúng ta sẽ có được vàng và trang bị. Xem tôi đây. Măm măm và tương tự. Khi nào mà sử dụng kỹ năng thôi anh em. Thấy chưa? 10. Ui dồi ôi. 20 rồi. 25. Cho quá. Một round 30 stack đồng nghĩa trung bình tổng khoảng 3 round. 4 round chúng ta sẽ được một trang bị. Cứ thế thôi anh em, cứ thế thôi. Mà hai cái lõi đầu tiên khá là ngon rồi. Để xem lõi gì thứ ba nào. Lõi gì thứ ba đây? Boom. Rồi luôn mài dao luôn. 25 sức mạnh công kích. Chơi liều luôn anh em ơi. Trận này mình sẽ cho anh em thấy một con Rengar với tối đa sức mạnh nhất có thể, tăng nhiều đam nhất có thể luôn. Đây. Vậy là chỉ có mỗi con Quizan nào chúng ta sẽ không được búp cái mài dao. Mà anh em có thấy một cái điểm mà nó rất là lạ kỳ không? Những cái lõi công nghệ của mình có cái kiếm nó ở theo cái phía bên trái, nhưng mà lại có một cái kiếm nó lại hướng về phía bên phải. Thế là thế nào? Sao cái mài dao nó không lật ngược lại cho ba cái kiếm nó đồng đều đi, đúng không? Nó lại thích méo xẹo cơ. Khó hiểu. À đây. Ui dồi ôi, cũng Kai'Sa. Kai'Sa đồ này thì tôi thấy cũng ổn. Sẽ spam được stack của Ryu của Raven. Ui dồi ôi. 50. Lần này thì có vẻ tiến triển hơn. Khi mà gặp một ông rất trâu. Càng trâu càng thích. Lần này thì được gần 40 stack lận. Về. Về thật. Đam bây giờ chắc là mình mà tích lên 80 tiền nữa thì thôi. Đam ảo ma Shizuka luôn. Som, Siphon, Volibear 2. Tại vì mình đang muốn roll tìm Rengar 3 sao sớm ấy anh em. Cho nên là từ từ à. Không mà tôi sợ là mấy ông kia ông cạnh tranh hết. Chịu rồi, một đàn hiến tế. Sẽ búp đi. 23, 30, 31, 37, 47, 56, 85 và 94. Nhìn chung thì trận này màu cũng khá là kiểu từ dưới đi lên. Rồi, CU2 sao level 7 có trái tim ngọc long. Nhà tài phiệt đây. Coi nào, bạn này chơi nhiều rồng đấy. 3 con rồng này. Bây giờ là chúng ta có cái stack của rồng luôn, không cần phải chơi ấy nhá anh em nhá. Ui hút máu đi, hút máu đi. Trời ơi ăn được luôn. Mình Rengar cần 2, 3, 4 con rồng luôn ạ. Đến chịu luôn ạ. 3 round được 1 stack của Real Raven. Và thêm được 10, 15 điểm nữa. Phê vậy. Tăng nhiều tốc đánh với cả cuồng đao thì thôi. Combo hack tiền thần trượng. Anh em nhờ. Hack tiền đại pháp. Để coi nào. Mình làm cái gì đây ta? BF không nhở? BF đi. Mình đang tính làm thêm quả cuồng đạp. À, tụ bạ dây ke. Tụ bạ dây ke là gì? Kiểu đánh như cái máy à? Hai tụ bạ dây ke xem như thế nào nhở? Cái này thì chắc là mình sẽ lắp cho rắc bẩn đi. Cho thằng rắc bẩn một tí. Ui trời ơi, nhưng mà rắc nó lại rắc từ vật lý. Thế có chết tôi không? Thôi không sao, vẫn được. Vẫn có đòn đánh tay, không sao hết. Rồi, coi nào, bọn này cũng chơi Rengar luôn. Thủy Long mà lại kẹp Rengar, ạ à, luôn đấy. Xem này, cào hết. Càng trâu càng thích.
Kiểu càng trâu chúng ta tích được nhiều nhiều cái lượng điểm của Rio của Raven hơn ấy. Càng phê. Gravette, Lôi Long và Pháo Thủ, tôi thấy là con Gravette này nó rất là khỏe. Hôm sau anh em nào mà thích thì comment để mình có thể làm cho anh em xem nhá. Săn mồi ác thật chứ, ác chiến vậy. Măm măm tưng tửng Seraphine. Giờ mình sẽ tích lên kiểu 80 tiền cho nó tối đa sức mạnh của Rio Raven nhá. Cốc sức mạnh luôn đi. Dành hết tình yêu thương, có bao nhiêu đồ, bao nhiêu đạc là lắp hết, búp hết. Không cần đồ thủ. Đồ thủ mấy con kia chắc là cũng châu châu tí rồi. Và cái khu luyện rồng của chúng ta cũng kiểu xem có trang bị đồ thủ gì không. Cứ lắp. Ây giời ơi, bữa này có con som 2 sao à, thủy hoa này. Cao hết. Úi trời ơi. Hồi máu kìa. Chiến lợi phẩm huyết kiếm. Som với chúng tôi. Đúng rồi, trâu lên, trâu lên. Trâu nữa lên. 10.000 sát thương. Đây là mới chỉ Rengar 2 sao thôi đấy anh em ạ. Rengar 2 thôi. Rengar 3 thì không biết là nó sẽ kinh khủng như thế nào. Oh, ấn thủy long. Áo choàng lửa, tụ bát dê ke. Tụ bát dê ke à? Đang cần còn một cái ấy anh em ạ. Oh, có thìa này. Tự dưng Rio Raven nó cho mình cái thìa. Đổi lại xem là có thìa hay không. Chiến binh gọi luôn, bị game chơi rồi chứ không phải chơi game rồi anh em ơi. Lại vừa được thêm một slot, lại tụ bảo dây kè thêm nữa, đó lại là cái dây chuyền Solari. Hết tình yêu thương chưa, dành hết tình yêu thương là có thật nhờ anh em nhở. Lên cấp luôn. Bị game chơi cảm giác nó vui vãi nồi. Aphelios Pride. Hình nhân thế mạng này. Thật sự cái hình nhân thế mạng này rồi xuất hiện như hài vãi. Bắt tạm con gì thế nào. Dây C2 cho vào đẹp luôn. Quá đẹp trai. Ban theo ông đi. Solari này. Lắp cho Lila đi. Hecari không chơi bán. Con này cũng bán. Con này cũng bán luôn. Rồi. Hình nhân thế mạng. Thế vãi. Xem có thế mạng gì hay không. Ô bạn này còn sưu em 2 level 7 á. Eo ơi. Arena của mình đâu. Ủa cái gì vậy. Rengar của tôi đâu. Pink Hamster có gì mà mạnh thế trời. Còn trong khi đấy thì Bùi Huyền ngu si. Chỉ còn lại có một máu thôi. Con này đi ở rồi. May là không phải top 8. Đây Bạo Long Swim. Đến lúc chúng ta phải tạm biệt những người anh em. Đây mình sẽ bán này đi. Lấy đồ cho Swim thì nó ngon hơn nhá. Con này thì tốn 2 slot lận. Sẽ bỏ đi sát thủ nhá. 6 bạo lòng. Ở Solari thì cứ lắp luôn đi. Còn về phần ấy thì Rengar nó lại là sát thủ rồi. Cho nên là chúng ta cũng không cần phải sợ. Bán con này đi luôn nhé anh em nhé. Cho nó nhiều đam. Đấy anh em có thể thấy là mỗi con sẽ được phát một cái kiếm. Kiểu hiện tế trang bị mà mất tướng đi. Xôi hồi cào kìa. Solo cả đồng luôn. Rengar 3 tiền, solo rồng 7 tiền. Trước đây là những vị tướng sẽ bậc 8 tiền nhưng mà bây giờ chỉ còn lại 7 tiền thôi anh em. Rồi, tiếp tục là một Rengar nữa. Trận này chúng ta hồi nãy bị thua Pink Hamster. Mà Rengar 1 mà ảo ma thế. Chắc là có con Swim hay sao, nó đáng sợ lắm anh em. Mình sẽ cho con ấy này lên đây. Cho nó nhận được cái búp của
của mài dao nữa anh em ạ. Xem là mài dao ra cái gì không. Ui giời ơi, bạn này thì có Olaf Jamber 3 sao, Rìu Tia Mát. Nhưng mà đồ có vẻ như là không giòn lắm. Không có huyết kiếm cho nên là thanh niên này cũng đã phải tối ưu cái kiếm súng Hextech. Nó cũng có được khả năng hút máu toàn phần. Anh em thấy Rengar nó khôn không? Đang bị Olaf băm nhưng mà nó bay ra những cái mục tiêu mà thấp giáp hơn. Nó cao hết. Đáng sợ vậy. Thêm có Zeebub nữa không? Vút bẫy à? Cũng được. Vút bẫy. Hay lấy giáp lửa đi nhỉ? Giáp lửa cho Châu Châu tí đi. Ngăn hồi máu của mấy thiên nhiên kia đã gắt cho Swim nhá. Cho cái hình nhân thế mạng này vào đây đi. Nãy giờ cứ quên này. Này lắp cho xuôi Rengar Swim. À có Lila này luôn đi. Swim. Ui giời. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Drone thì nó lại ra mà sử dụng xúc sắc thì nó lại không ra. Ảo thế nhở. Chịu đấy. Giờ mà thua bạn này tôi thấy hơi bị đau đầu đấy. Rengar của mình nó chiến hơn rất là nhiều. Và bạn này có con AP cũng ghê gớm phết. Ghê gớm phết. Nhưng mà cũng phải đi thôi. Cũng phải đi thôi. Nice. Mình ra Rengar sống á. Bạn này không roll nổi ra Rengar 2 luôn thì phải. Check ai bây giờ? Ai bây giờ đây? Rồi đây, thấy chưa? Anh em tôi nói với anh em là để đây là bị game chơi, chống phải chơi game. Nhìn này. Rengar kiểu đen xì luôn. Mình sợ thật. Quá kinh khủng. Này trang bị của nó là có huyết kiếm ở trong đấy nữa rồi đấy. Đây. Ui giời ơi, xong đồ đẹp đấy. Máy chiếu luôn à, ui sợ thế. Chả sao. Giờ mình phải lên level 10. 10 có level 10 mình cũng lên luôn đi. Xem này anh em này. Khả năng hút máu là quá nhiều kết hợp với chiến lợi phẩm. Đam thì lại còn to nữa. Ghê gớm quá. Lại thêm một cái các bảo thạch kìa. Lila Pháp Sư. Anh em này hình như đang rất là muốn lên Lila pháp sư 3 thì phải. Thiếu hai con nữa. Một cái trang bị quyền trượng thiên thần. Từ mạo long kèm máu cộng thêm, 10.000 máu cộng thêm à. Trang bị ngẫu nhiên mà họ thực sự bạo long. Để coi. Tại vì Swain của chúng ta 3 đồ rồi cho nên là cái quyền trượng này thì mình đang chưa biết là lắp cho con nào. Tại vì lắp quyền trượng cho Swain bây giờ thì nó lại bị mất đi cái huyết kiếm anh em ạ. Sát thương phép Rail. Quyền trượng thiên thần này, lắp cho gấu đi. Trận này mình sẽ gặp bạn Olaf Jamber 3. Có cả Pantheon nữa. Coi nào. Cứ để 80 tiền cho đam nó tối ưu nhất nha anh em nhá. Cá đi. Hay, hay, hay. Ui giời ơi. Máy cào. Kiểu như là mấy ông này làm kiểu cái bản cào cho Rengar của mình cào móng á. Nói về vị tướng 3 thì mình nghĩ Rengar hiện tại đang mạnh nhất.
mạnh nhất, đấy là theo ý kiến cá nhân thôi. 52 tiền thì có thể lên được cấp độ 9. Cấp 9 thì mình sẽ cho thêm một con Lê Xin vào để chúng ta có thể kích hoạt được thêm hệ lôi long. Lila 3 sao thật. Thật luôn anh em ạ. Lướt trên mặt nước luôn. Bạn này có phòng kiếm nhưng mà không biết có hắc tùng tôi không. Tôi sẽ đổi vị trí của Rengar cho chắc nha anh em nhé. Trận này thì game bị game chơi này mà không được top 1 thì thôi. Anh em đã từng bị game chơi bao giờ chưa? Comment cho mình biết nhá. Không hẳn là anh em chơi game đã bị game chơi. Cảm giác chơi game dễ lắm anh em ạ. Ui giời ơi, mạnh vãi nồi. Đi là ba sao? Cũng phải đi bòi. Đi thôi anh em ơi. Vậy là chỉ còn mình với cặp Pink Hamster. Mình sẽ dứt điểm bạn Pink Hamster này trong một vòng đầu cuối luôn. Mình sẽ lắp thêm một cái bàn tay công lý. Úp cấp luôn không nhỉ? Cho nên ca ở trong ô này không biết là hiền tế là cái gì. Hiền tế cùng đao thôi. Nâng cấp luôn nhá. Biến gấu thành con này. Rồi, hết nước chấm ở đây anh em ạ. Mạnh quá rồi. Bạn này thì chơi Gray phiên bản Bạo Long. Rengar bay đi, lại cào đường châu thế. Tìm những mục tiêu mà thắp giáp chứ. Ui rồi ơi, đam kìa. Gần 400 đam luôn. Cứ hạ sát một người thì nó sẽ tăng thêm đam. GG. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.